Nhà chị hết dầu ăn rồi. Có dầu ăn không cho chị xin ít. Ê. Em. Vâng, chị đợi em tí ạ. Đây chị, nhưng mà chỉ còn từng này dầu ăn thôi ạ. Cảm ơn em nhé. Ô, tay. Mũi em bị chảy máu thế kia. Máu. Em tỉnh rồi đấy à? Mà sao nãy đang nói chuyện với chị tự nhiên lại ngất thế? Có sốt đâu nhở? Không có gì đâu ạ. Tại em sợ máu ạ. Với cả cũng do em đói quá. Tại mấy hôm nay em hết tiền ạ. Tội nhở. Hay là đi sang phòng chị ăn cơm đi. Như vậy liệu có ổn không ạ? Có cái gì đâu mà không ổn. Em cứ qua ăn cơm với chị. Tiền nong thì hai chị em mình chia đôi. Em chưa có thì trả chị sau cũng được. Chị ứng trước cho. Dạ vâng. Thì đi. Đấy. Sao này ế thế nhở? Ê Ngọc, ra đứng này. Sao hôm nay ra muộn thế? Hôm nay tao đi chợ nấu cơm, có người ăn cùng mày ạ. Ghê nhá. Ai đấy? Đừng bảo là mày có người yêu nhá. Không phải, thằng cu sinh viên ở cùng khu trọ tao. Cũng đẹp trai, hiền phết mày ạ. Thế thì ghê rồi. Này, đừng bảo là mày thích cu cậu nhá. Chị Ngọc ơi, chị Ngọc. Ô, bà ấy đi đâu nhỉ? Ui. Công nhận bà Ngọc đẹp thật. Ai mà làm người yêu bà sướng phải biết. Úi giời. À mà bà làm gái mà sướng rồi, đúng rồi. Này cô làm gì đấy hả? Dạ em có làm gì đâu ạ. Em qua em xin cơm ạ. Không phải ạ. Em qua em ăn cơm với chị. Em không thấy chị đâu. Thế em mới cầm mấy cái đồ lấy lên. Em không có ý gì đâu ạ. Qua ăn cơm thôi. Tại sao phải cầm đồ của tôi lên? Cậu biến thái à? Dạ không ạ. Thật sự là em không có biến thái. Em qua phòng tìm chị nhưng mà không thấy chị đâu. Tự nhiên em thấy cái này, em cầm lên một tí thôi ạ. Ngồi xuống. Tôi hỏi cậu. Dạ. Cậu thích tôi à? Vậy cậu có biết tôi làm nghề gì không? Em có. Chị làm gái. Nhưng mà chị nấu ăn ngon, lại còn xinh đẹp tốt bụng nữa. Tôi hỏi thật nhá. Từ trước đến giờ cậu đã chơi gái bao giờ chưa? Em chưa. Vậy thì để tôi giúp cậu nhé. Dạ em không, mà không được đâu chị ạ. Sao lại không được? Chẳng lẽ cậu lại không thích ăn cơm trên giường của tôi à? Em nói thật với chị, đây là lần đầu tiên của em với con gái đấy ạ. Không bị gì phải sợ. Để tôi giúp cậu nhé. Nhưng mà chị ơi đây là lần đầu chị ơi. Đang ngủ làm gì thế? Chị đẹp thật đấy. Hay mình làm cái nữa đi. Này. Ngủ một lần là miễn phí. Còn lần thứ hai tôi lấy tiền nha. Cũng được. Em có tiền mà. Làm cái nữa nhé.
điên à, tôi mệt lắm. Tôi cũng đi về đi. Chị em thích chị lắm. Chị cũng thích em sao? Hay là chị bỏ nghề đi, về ở với em. Em hứa em sẽ yêu thương rồi em cưới chị. Này, tôi làm gái đấy nhá. Thế không lẽ bây giờ tôi cứ ngủ với ai là tôi phải yêu người đấy à? Bỏ ngay cái ý định đấy đi. Kìa chị, nhưng mà em... Về. Kìa chị. Về. Hành người ta mệt muốn chết, cứ đòi. Anh Giai, đi không anh Giai? 500 bao phòng. 500 á? Ngon đấy nhỉ. Thế này có 500 à? Dạ vâng ạ. Thế á? Trông hàng họ mướt phết nhỉ. Ở đây không ai đi hết. Cút. Thằng danh con nghe, mày ở đâu đến đây mày tự nhiên cầm bố mày đi chơi đây? Thế mày có đi không? Không thì đừng có trách tao. Em đùa, không có gì. Khi khác anh qua nhá. Này. Anh Giai, còn em mà. Không đi chỗ em à? Thằng này nữa. Sao tự nhiên mày ở đâu mày đến đây phá mối tao đấy? Thì tại em thích chị. Chị bỏ nghề đi, về ở với em. Mày bị điên đấy à? Hả? Đi ra chỗ khác đi cho tao còn làm ăn. Dành con vắt mũi chưa sạch, cứ mở mồm ra là yêu mày trẻ đương. Bây giờ em cứ đứng ở đây, chị mà không về, Thảo đến em đập chết. Ai? Chúng mày bị điên à? Cãi nhau thì về nhà mà cãi, đứng đây cãi mãi làm gì có khách đến nữa. Thằng kia, Biến, con Ngọc, mày đi về đi. Chị Ngọc, cậu làm phiền tôi như vậy đủ chưa hả? Làm ơn đi, buông tha cho tôi đi. Bây giờ cậu về, cậu lo cái việc ăn học của cậu đi. Còn cái việc tôi đi làm gái á, thì cậu cứ mặc kệ tôi. Em không về đâu, em thích chị, em không bỏ mặc chị được. Nhưng mà tôi không thích cậu. Tôi nói với cậu bao nhiêu lần rồi cậu không hiểu gì à? Cậu làm phiền tôi quá rồi đấy. Làm ơn, để yên cho tôi làm ăn đi được không? Chẳng có ai ngủ với nhau một lần mà gọi là yêu cả. Có em, bây giờ mình có thể tìm hiểu hẹn hò với nhau mà. Nhưng mà tôi không có rảnh, tôi muốn kiếm tiền, cậu hiểu không? Chị thèm khát tiền đến thế à? Không lẽ chị định làm gái suốt đời à? Đúng, đồng tiền đối với tôi quan trọng lắm, cậu có hiểu không? Không có tiền ấy thì cặp đất mà ăn à? Hả? Bây giờ tôi yêu cầu cậu đừng làm phiền đến cuộc sống của tôi nữa, để yên cho tôi cần kiếm tiền. Còn nếu như cậu vẫn cố tình ấy, tôi sẽ chuyển đi nơi khác, không ở đây nữa đâu. Chị Ngọc. Chị Ngọc. Tài, mày làm gì ở đây đấy? Anh Hải, chị Ngọc đâu ạ? Nó chuyển đi rồi, cậu không biết sao? Tôi với cậu với nó cũng thân nhau lắm mà. Tôi đang dọn phòng để cho người khác vào thuê đây. Vâng, em cảm ơn anh ạ. Chị ơi. Sao? Tìm con Ngọc à? Dạ đúng ạ. Chị biết chị Ngọc ở đâu không ạ? Tìm nó làm gì vậy? Em mà thôi, chị chỉ chỗ chị Ngọc cho em với ạ. Em cầu xin chị đấy. Mệt quá, đi chỗ khác đi. Chị không chỉ, em quỳ luôn ở đây đấy ạ. Thôi được rồi, đứng lên đi. Bà nó bị ốm, nó về quê chăm bà rồi. Mà cậu ấy, đừng có ngăn cản nó làm gái nữa. Nó cần tiền để gửi về quê cho bà nó với cả em nó ăn học nữa chứ. Thế bố mẹ chị ấy đâu chị? Bố mẹ chị ấy không lo được ạ? Sao lại để chị ấy đi làm gái là sao ạ? Rồi ôi, hỏi câu vô duyên thế. Cậu không biết hay là giả vờ không biết đấy? Bố mẹ nó mất rồi. Nó với cả em ở cùng bà nội. Nhà nó nghèo lắm, nên nó mới phải đi làm gái để gửi tiền về quê đấy. Sao, còn hỏi gì nữa không?
Dạ, em hiểu rồi ạ. Vậy mà em không biết. Nhưng mà bao nhiêu ngày không làm, sao lại đi làm ngày này hả chị? À, chị, hay là chị chỉ cho em nhà của chị Ngọc ấy ạ? Đằng nào chị cũng giúp em rồi, thì giúp cho chót đi ạ. Em cầu xin chị đấy. Chị Ngọc. Cậu... Em tìm thấy chị rồi. Cậu đến đây làm gì? Đây là nhà của tôi cơ mà. Em nhớ chị. Em hỏi thăm mãi mới tìm được nhà chị đấy. Chị cầm số tiền này để chữa bệnh cho bà đi. Cậu lấy ở đâu ra số tiền này đấy? Có phải đây là tiền cậu để dành đóng học phí đúng không? Không, đây là tiền riêng của em đấy. Em cho chị đấy. Em không muốn thấy người yêu của mình đi làm gái đâu. Cậu đang khinh thường tôi đúng không? Em không khinh thường chị. Thế nhưng mà chẳng lẽ suốt đời chị để đàn ông chơi bời rồi sỉ nhục chị như vậy sao? Chị không thấy hổ thẹn à? Tôi thấy bình thường mà. Vậy chị không nghĩ đến bà và em gái chị à? Họ biết chị làm nghề này thì sao? Tôi không hề muốn để cho họ biết. Thế nhưng mà bây giờ không có tiền ấy thì phải làm sao? Chị, bây giờ em sẽ giúp chị. Chị cần bao nhiêu tiền em sẽ đưa cho chị hết. Chị bỏ ngày đi, lên thành phố vừa học vừa làm với em. Nhưng mà cậu là sinh viên thì lấy đâu ra tiền? Thật ra thì gia đình em cũng có điều kiện. Chút tiền này không đáng gì đâu. Chị nghe lời em nhé. Tôi... Chị yên tâm, trên con đường sắp tới em sẽ đồng hành với chị.